Em chào mừng toàn thể các em đã đến với cửa hàng em Tùng Audio Hải Dương, và ngày hôm nay sẽ là một bộ combo sản phẩm vang mic cao cấp của nhà ATC. Và rất nhiều bác yêu cầu em làm những bộ combo sản phẩm cao cấp trong khoảng tầm giá từ phân khúc 4 triệu trở lên, thì ngày hôm nay sẽ là một trong những bộ combo đầu tiên mà bên em giới thiệu phụ các bác. Bộ combo sản phẩm vang cao cấp ATC đời 650 Pro kết hợp với mic ATC MK600, và cái bộ combo này chúng ta có thể làm rất nhiều công việc khác nhau, từ gia đình, từ sự kiện, sân khấu, phòng trà. Đấy, và giá thì là 4 triệu đồng cho bộ combo ngày hôm nay bên cửa hàng em Tùng Audio lên sóng, cũng đã được cái mức giá ưu ái hơn rồi so với giá thị trường rồi các bác nhá. 4 triệu đồng các bác sẽ có ngay vang ATC LX 650 Pro, một trong những mẫu sản phẩm vang rất là chất lượng với chất âm hay, chi tiết, định tiếng, đầy đủ tính năng, dễ dàng sử dụng cho anh em có thể thao tác. Và tiếp theo nữa là một con mic công dây trong phân khúc gia đình tầm cao, tầm trung ấy các bác nhá. Anh em mình có thể chơi gia đình rồi là chơi sân khấu hay là sự kiện đều được cả. Của em này là MK600, một trong phiên bản mic không dây 4 dầu với chất âm rất là hay, chi tiết sáng sạch, độ lịnh tiếng rất là cao. Đây là khi các anh em nâng cấp bộ combo mà có cả vang hay cả mic tốt thì này chắc chắn rồi giọng hát của anh em sẽ trở nên vô cùng chuyên nghiệp. Và ngay bây giờ thì cùng anh em tìm hiểu chi tiết hơn nữa, kỹ hơn nữa về bộ combo sản phẩm ngày hôm nay bên cửa hàng em Tùng Audio lên sóng. Đầu tiên sẽ là chiếc vang ATC LX 650 Pro. Cái chiếc vang này thì em cũng đã làm rất nhiều video giới thiệu trước đó, đặc biệt là em bán cho anh em khách hàng để anh em nâng cấp các thiết bị như là âm đi cục đẩy. Đây là một dòng vang hay của LX của ATC với đầy đủ tính năng. Em này có một chiếc màn hình rất là lớn, tất cả chức năng thông số hiển thị bằng ký hiệu số, có chế độ âm lượng tổng, thêm giải đèn led đèn mưa rất đẹp, có chức năng chống ngố, bắt điều khiển IR thông minh, kết nối lấy tín hiệu hiện đại qua các đường cổng USB, cổng quang Bluetooth đường ống trắng đỏ truyền thống. Và phía dưới sẽ là các phần để anh em tình chỉnh âm thanh, chỉnh cơ các bác nhé. Đây là dòng vang cơ số nên tất cả tính năng chúng ta sẽ chỉnh cơ. Nó sẽ có effect tổng, các chế độ bass trung chép cho anh em mình chỉnh âm thanh mic nhạc, echo, reverb, âm lượng tổng và effect tổng nữa. Đấy. Anh em có thể cắm mic ở mặt trước, mặt sau. Ở dòng này thì có sử dụng hai đường cổng cắm mic mặt trước và một đường cổng cắm mic mặt sau. Mặt sau thì chúng ta nên cắm mic không dây, có giao diện đẹp mắt nhất. Còn khi mà chúng ta cắm mic dây thì chúng ta có thể cắm ngay mặt trước để nó dễ dàng, đơn giản hơn cho anh em tiêu dùng. Và nhớ là nhận này các bác bạn cho em 3 phím chiết áp ở đây. Chúng ta sẽ có 4 phím chiết áp volume XR với dòng vang LX 650 Pro để dễ dàng cho anh em thao tác sử dụng echo, reverb, mic và âm lượng tổng nha. Cực kỳ đơn giản đến từ giờ dòng vang LX 650 Pro cho anh em thao tác đây. Và bên trên chúng ta sẽ có một con mic không dây của nhà ATC, dòng MK600 là một phiên bản mic không dây theo cái kiểu sự kiện nhiều hơn các bạn. Em thấy có dòng này thì nó tiếng nó hay, nó là lá kiểu dòng sự kiện, bởi vì tiếng nó rất là sáng và nó có cái độ hút mic rất tốt so với dòng mic gia đình thông thường. Dòng mic gia đình thông thường thì chủ yếu nó sẽ là cái tiếng âm nó lịnh định một chút, nhưng cái dòng này thì không những là nó lịnh tiếng này, nó còn hút mic rất tốt và sóng xa thì cực kỳ khỏe luôn. Các bạn chơi gia đình thì sự kiện sân khấu thì khỏi bản nữa. Đấy, với thiết kế đẹp, với đầy đủ tính năng chế độ cho anh em có thể thao tác tay đơn giản và anh em điều chỉnh cái tần số âm thanh thôi. Còn bây giờ thì em sẽ cùng anh em mời các bác lắp thử tai nghe vào và trải nghiệm xem là với cái bộ combo sản phẩm vang mic cao cấp của nhà hàng ATC, đặc biệt là với tầm giá 4 triệu đồng không phải là một cái mức giá thành nhỏ đúng không bác, nhưng xem là nó có xứng đáng số tiền đó anh em bỏ ra nâng cấp và giảm máy âm thanh gia đình nhà mình hay không. Mời các bác lắp tai nghe trải nghiệm âm thanh nhá. Tiếng nhạc đến từ dòng vang LX 650 Pro. Đấy, khi ra có vang hay rồi thì không chỉ là hỗ trợ cho phần tiếng mic nữa, nó không chỉ hỗ trợ cho giọng hát nữa, mà nó sẽ hỗ trợ thêm cả cái phần nhạc. Nó làm nhiệm vụ như một chiếc âm đi mini vậy. Nó có thêm phần nhạc, có thêm phần mic và điều chỉnh âm thanh tiếng nhạc rất là đơn giản. Kết nối lấy tín hiệu nhạc cũng rất nhiều đường cổng hiện đại nữa. Và bây giờ thì đến cái phần quan trọng hơn nữa là khi gặp kết hợp mic của ATC phiên bản MK600 kết hợp với độ vang nhạy của LX 650, xem nào. Với chất âm của cái bộ combo sản phẩm cao cấp đến từ hãng ATC như thế này thì âm thanh sự kết hợp của chúng nó như thế nào, mời các bác lắp tai nghe trải nghiệm âm thanh nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 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
650 Pro kết hợp với dòng mic không dây ETC MK600, các bác thấy cái độ vang nhạc của dòng vang lấy 650 chưa? Ngọt lịnh tiếng phải không? Và kết hợp với cái độ hút mic tốt của em MK600, tiếng rất là nhẹ, bay, lịnh tiếng, sáng. Và thật sự là đây là một cái sự kết hợp rất là hoàn hảo ạ, với chất âm mang lại cho anh em sự chuyên nghiệp.
âm thanh được thay đổi hơn hẳn là so với cái bộ combo sản phẩm thông thường, với âm thanh ngọt và lịnh tiếng như thế này, và cộng thêm cái dạng âm thanh rất là khỏe khoắn, mang lại cho anh em cái sự tự tin khi đã cất lên được ca tiếng hát của mình, một trong bộ combo sản phẩm à vang và mic không dây cao cấp nhất của nhà hãng ATC, mang lại cho chúng ta một sự tự tin khi chúng ta hát trong khi gia đình và trải nghiệm âm thanh. Các bác đang có nhu cầu muốn mua những bộ combo sản phẩm à vang mic cao cấp thì đây sẽ là sự lựa chọn rất là hoàn hảo. Bộ combo giảm giá 4 triệu đồng thôi, bao phí ship toàn quốc, tặng dây kết nối đi kèm, và xứng đáng cho cái số tiền của anh em bỏ ra để mang nó về phòng hát gia đình, nâng cấp cho bộ giảm máy âm thanh thiết bị của anh em trở nên chuyên nghiệp hơn. Video của em xin dừng lại tại đây, hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo của em Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.